Here I am. How do you do? Actually, how? Sao rồi bố ơi? Rồi cả nhà cùng nhau trang trí để làm chiếc bánh sinh nhật tuyệt nhất trần đời. Rồi đọc sách tiếp nào. Một mỗi buổi sáng nọ, mẹ cất tiếng hỏi: Toss ơi, con đoán xem còn bao nhiêu giấc ngủ nữa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, còn bao nhiêu? 10 hả? Bố thẳng cái kêu vô đủ để gói quà cảm ơn. Cầm nến lên bánh và đi ngủ thật sớm. Tắt sung xuống chít chít, tức là mai đã là sinh nhật con rồi, đúng không? Mẹ lên mình đi chân ngồi về, ngồi theo ra đất đất đền trời. Ngày trôi trời lên đất đền trời, ngõ ngơi mình đi chân ngồi về. Chủ đề hay quá, hoan hô. Không hay. Chủ đề về trên ngọn bề, mòn treo trời trên trời trên trời. Ngày tôi trời về trên trời trời, mà nó về mòn chi trên ngọn bề. Hay quá. Chủ đề về chi trên ngọn bề, mòn treo trời trên trời trên trời. Ngày tôi trời về trên giỏi quá. Màn chi chạy ngon bê, chú lên màn chi chạy ngon bê, nhà nó chỉ chạy cái tôi đu lâu, nó môi màn chi chạy ngon bê. No mà. Hay quá. Hát là gì đấy? No more monkey jumping on the bed, đúng không? Giờ food boss được mở món quà đặc biệt dành cho chú và cho các bạn khác cùng chơi, đúng không? Hôm nay là sinh nhật chú. Happy birthday chú.